Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Nhã để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi. Nay có phôi nhỏ, có bự, có nhân quý vị, có tàn luôn. Đây, chào em. Chào Tức. Hôm nay em về được mấy phôi mai? Có một phôi tàn, hai phôi tàn. Hai tàn. Dạ. Phôi tàn em bao ship 200 km. Rồi. Còn phôi lóc em bao ship toàn quốc. Toàn quốc. Dạ. Kể cả cái bụng chảng này luôn hả? Không rồi, địa chỉ mình ở đây Lương Hòa, Dòng Trơm, Bến Tre. Rồi, số điện thoại của Nhã thì mình để trên tiêu đề. Nhưng quý vị mình vào nhanh gọn cây số 1 luôn ha. Một phôi mai mai vàng. Rồi, cho chiều cao luôn em. 87 anh Tức. Rồi, cao 87. Rồi, qua anh em nó. 33 32 thôi. 32. Rồi, để đây quý vị. Đó. Giao lưu nhiêu đây em? Giao lưu giá tiểu 8 Tức. Rồi, tiểu 8 bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây, mã số 1. Mã số 2. Rồi, mã số 2. Mã số 2 đâu em, lên em. Lên. Rồi, mã số 2. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Rồi, 65. Không sai, lùng lực. Để ha, để đẹp quá ha. Cộng to quá ha. Cục u u đây nè ha. Rồi. Cho hoành luôn, báo giá luôn. Rồi, 39. Giao luôn cây này nhiêu em? 28 Tức. Rồi, xuống cây, bao ship toàn quốc. Bao ship rồi, toàn quốc. Xuống cây. Rồi, mã số 3. Đến bằng quay theo qua đây. Số 3 quay gì? Ba đâu? Đây hả? Tàn hả? Đây tàn lỡ hả? Tàn lỡ, tàn vô á. Rồi, ta để đó được rồi em ơi. Khỏi lắc ra đi. Rồi, mã số 3. Không tàn vô anh Tức. Tàn vô. Rồi, cho chiều cao nó luôn em ơi. Khoảng 2m anh Tức. Rồi, tầm 2m, ngang nhiêu em? Tầm 1 mét là mét mấy á, mét 0.5 á. Rồi, 1 mét, khoảng 1 mét 0.5. Ở mặt đó chứ mặt này thì rộng hơn. Rồi, này coi mình đếm vậy là mấy thân đi quý chị? 1, 2, 3, lên đây ra 3 hả? Rồi, cho nếu tính dù là mình tính nhánh này ha quý vị. Rồi, tính thoát thân vị trí đó, từ mặt bầu đến thoát thân đó em. 80. 80. Rồi, quanh luôn. Ở đó trên đo trên cục em. Ở lật mặt thước kia em. Nhiêu? 4 mấy? 44. 44. Rồi cho ngay chỗ cụ rễ dưới cái cụ dưới đây. Cụ rễ ngay cụ đây. 51. 51. Rồi đi vòng nha. Đây. Để quá xa to ha. À, cái này giao lưu nhiêu em? Dạ, cái lưu này em giao lưu giá 5.2 Tức. 5.2. Dạ. Ship sao? Bao ship 200 km. Rồi, bao ship 200 km, mã số 3. Dạ. Rồi, số 4 đâu em? 4 là cây mai tàn dù nữa ha. Rồi, để anh đứng đây kéo lên cái gì đây? Rồi, cho chiều cao luôn em ơi. Rồi, cao khoảng 3.5 m tá ngang. Tá ngang khoảng 4m. Hả em? Tá ngang nhiêu? Tá ngang cũng tầm khoảng 3m, 4m ạ. Rồi, tá ngang khoảng tầm 4m trở lại đây ha. Ở phía sau lưng mình là một cái vách tường nên mình không có lùi ra được nó cái gì ơi. Rồi. Cho cái thốc thân ở chỗ dù xuống em. Nhánh bên kia. Đúng rồi. Nhiêu em? Khoảng 1m02 Tức. Khoảng 1m02. Rồi, cho cái hoành luôn. Bốn mươi lăm. Rồi, 45 hoành.
chính xác, toàn toàn đúng đẹp luôn nha, nguyên bệ ha, anh xích cái bệ luôn. Đây có để mồi này, đây có để mồi đó nha. À, để mồi xuống luôn ha. Ở ngoài đây cũng có cái để mồi xuống luôn. Trời. À, nó đó là cây cây đất cát nha anh Tư. Cây này bầu đất cát. Dạ. Hai cây đất cát, hai cây tàn cây đất cát hết. Rồi, cây này cả bầu đất cát nha quý vị. Cát mà cát cứng nha, làm bầu cứng ngắt. À, cây này giao luôn nha em. Dạ em giao luôn giá 9 triệu Tư. Ship 200 km ha. Dạ, ship 200 km. Tàn đẹp lắm nha anh Tư. Tàn rất đẹp luôn á. À, tàn quý vị. À, quá xá dàn xương luôn không? Rồi, mình qua mã số 5, số 5 đâu em? Cái cam nhộng này luôn hả? Quá xá cao luôn. Này cũng cắt phôi rồi ha, phôi nhưng mà chưa cành cũng hơi khá khá dài ha. Rồi, cao, quá xá cao. Để mình kéo lên quý vị ơi. Đó. Chiều cao tới cái bịch trắng trắng cái tay đó. Cao khoảng 5 mét hả em? 5 mét à. 5 mét à. Quá xá cao ha. Cành đều luôn nha anh Tức. Rồi. Cái này già cây dữ ha. Cái này có đặc điểm là nó có một cái thẹo nha anh Tức. Nào. Thẹo nó đang kéo liền. À, cái thẹo này cũng xam dữ rồi ha. Nó xam mà nó đang liền, nó đang múm vô nè. Rồi. Đang múm vô. Nói chung là mua gì nuôi thì có nó sẽ liền bít hết luôn. Còn chỗ nào nữa không em? Đó rồi. À có một vị trí là thân cái này. Cái sụn nha anh Tức. Hả? Cái sụn nha. Sụn đâu em? Đây. Cái bạch này ha. Ờ. Sụn lên tới tên luôn. Sụn lên tới ngọn. À nói vậy nó như quý vị rồi. Cho cái hoành luôn em. Này để khủng, để xuống đẹp quá. Đây, để nó đây. À. Và 50, 51. Rồi, 51 của anh. Để nó đây. Dạ, dạ. Cầm tay. Cái nào mà cầm tay luôn à. Bên đây dán cũng lắc nằm, lắc đi ha. Ngồi vậy. Để này hai con này nó ôm nó trâu lại với nhau ha, giống hình trái tim quá nè ha. À. À, quý vị mặt bên đây ha, thì ở phần rễ này nó cũng nổi sù cám sù cốc rồi đó ha quý vị. À, cái này giao luôn nhiêu đây em? Dạ này em giao lưu giá 20 triệu Tức. 20 triệu nha quý vị. Rồi mình bao ship là 200 km. 200 km ha. Dạ. Em ở số số 5 ha. Dạ. Còn nữa không em? Dạ hết rồi. Ủa có 5 cây vậy đó hả? Rồi giờ quý vị mình đến đây là kết thúc rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào cứ alo cho Nhã ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.